nó nhào thì làm sao mà gãy giữa bàn được, đúng không? Nó gãy tụt xuống, quỹ đạo chạy vậy mà. Trời đất ơi nè, tới bên này em cũng tạm ơi đúng á, em sai biết sai bị gì không? Em đẩy mũi cơ em sai là một, em đẩy hẳn cái bi xuống, quỹ đạo nhào đầu, nó nhào thì làm sao mà gãy giữa bàn được, đúng không? Nó gãy tụt xuống, quỹ đạo chạy vậy mà. Bây giờ nè em đẩy mũi cơ đúng vô, em phải dừng cái tay sao lại, đẩy đâu được nha, đẩy không giờ gãy đây được hết á, thì giữa bàn nè. Ok đặt vô đúng mũi cơ rồi, rồi đúng mũi cơ đó, rồi nè dứt khoát vô, dừng cái tay sao lại nha, không đẩy nha. Đó nhìn nè, nhìn nè, cái bên nè gãy nè, ngang nè, thấy chưa? Còn nãy sao gãy tuột, gãy tuột lý do mình đẩy, đẩy nó nhào xuống, còn mình dừng đi ngang, hiểu lý chưa? Hiểu chưa? Nãy quấn mũi cơ cao, giờ quấn mũi cơ nó nghiêng vô thì nó gãy nghiêng. Ừ, rút kinh nghiệm, không cái đó là điều rút kinh nghiệm nha. Ok anh em ủng hộ mình nha.